Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Tuấn Nghĩnh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc với 140 cử tri, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Tại đây, cử tri phản ánh, năm tháng qua, chế độ cho các đối tượng không chuyên trách tại các xã phường, thị trấn không được chi trả, đề nghị nhà nước xem xét giải quyết, đồng thời nhanh chóng giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến đất đai, thủy sản trên địa bàn. Tiếp xúc với tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đề nghị nhà nước sắp xếp di dời các cơ sở nuôi trồng thủy sản lấn chiếm luồng lạch, ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu thuyền. Cử tri phản ánh thủ tục khi ra khơi đánh bắt hải sản còn rườm rà, cần tinh giản bớt cho ngư dân. Đề nghị nhà nước thu hồi các dự án chậm triển khai xây dựng. Cử tri cũng kiến nghị nhà nước nên xem xét hủy bỏ thủ tục giấy chuyển tuyến bệnh viện, chuyển đổi công năng các trụ sở ban ấp, trường học không còn sử dụng, tránh lãng phí, thay mới hệ thống loa truyền thanh tại địa phương, giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực bờ kè Phước Tỉnh, tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn. Tổ đại biểu số 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc liên quan đến việc sớm đầu tư bê tông hóa các tuyến giao thông ngõ hẻm, tăng cường công tác quản lý đất công trên địa bàn, điều chỉnh quy hoạch đất tôn giáo tại khu vực chùa Phước Duyên phù hợp với thực tế. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng xử lý tình trạng buôn bán kinh doanh hàng rong gây mất trật tự giao thông và ảnh hưởng đời sống của người dân. Tiếp xúc với cử tri hai xã Long Mỹ và Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các kiến nghị về việc di dời trụ điện nằm trên đất dân và xử lý tình trạng ngập mặn tại cánh đồng Bưng, cánh đồng Đông Yên, xã Phước Hội. Các vấn đề về tách thửa đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được một số cử tri kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và địa phương. Tiếp xúc với tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri thành phố Bà Rịa kiến nghị nhà nước xem xét chế độ trợ cấp cho cựu chiến binh tham gia chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, hỗ trợ kinh phí cho các khu phố, ấp và trợ cấp các chức danh không chuyên trách hoạt động tại khu phố ấp. Cử tri đề nghị chính quyền xây dựng địa điểm tập kết rác để thuận tiện cho việc bỏ rác của người dân. Khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư đường Hùng Vương, đường Mô Xoài. Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm kiến nghị một số bất cập trong việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn, chỉnh trang đô thị, tách thửa đất.